Rồi anh Hoàng xin kính chào tất cả bà con cô bác cũng như tất cả anh chị em các cháu đến với niềm yêu thích là trồng cây dâu tây cũng như là gieo hạt giống dâu tây. Thì hiện tại trước mặt là anh chị em bà con cô bác đây là những cái hạt cây dâu tây được hái trực tiếp từ quả dâu tây từ vườn dâu tây sạch nhà anh Hoàng nha. Thì hiện tại anh Hoàng là đã cắt những cái cùi của những cái quả đấy để lấy những cái hạt này để nhằm chúng ta sẽ lấy những cái hạt giống. Đấy, những anh Hoàng đang phơi đây. Đây là những cái hạt dâu tây hái trực tiếp từ vườn nha mọi người nha. Hiện tại anh Hoàng đang trồng những cái giống dâu tây là Nhật và dâu tây New và dâu tây Hàn. Thì anh Hoàng là có 3 loại giống đấy thôi nha mọi người. Trồng cây nào thì có cái hạt giống của cái cây dâu tây đấy, chứ không phải là trồng không trồng mà tự nhiên lại có hạt là không có nha mọi người nha. Đây Hoàng trực tiếp là sẽ làm hái và trực tiếp là cắt những cái vỏ ra để phơi và sẽ có những cái hạt giống như thế này. Đấy, để tách ra những cái hạt giống là đây, tách ra thì tách ra những cái hạt giống như thế này nha mọi người nha. Đây mọi người sẽ có những cái hạt giống như thế này để mọi người về mọi người ươm nhé. Đây là những cái hạt giống mà anh Hoàng đã gọi là phơi khô rồi này, phơi khô rồi. Đấy, sau khi phơi khô là anh Hoàng sẽ nhặt ra từng đếm ra từng hạt một, đếm từng hạt ra một. Đây, đây là những hạt nha mọi người nha. Đây hạt rất là lây. Đây là hạt đây là hạt dâu tây nha mọi người nhé. Tất cả những hạt đây là hạt dâu tây, đây là dâu tây New và dâu tây Nhật. Đấy, cái hũ này là hạt dâu tây New này. Và sau đó là anh Hoàng sẽ tách từng cái hạt này ra thành những cái bịch như thế này. Đây, cứ thành một cái bịch như thế này là anh Hoàng sẽ bán cho mọi người. Cứ mỗi một cái bịch như này là trên 100 hạt nha mọi người nha. Thì cứ một cái bịch như thế này là giá thành của nó sẽ là 30.000. 30.000 100 hạt. Rồi, 30.000 một cái bịch 100 hạt như thế này. Đấy. Thì đối với việc bán hạt dâu tây thì anh Hoàng sẽ là ship COD, tức là ship cốp, bưu điện ship tận nhà theo hình thức là chuyển phát nhanh. Phí ship nó sẽ là 30.000 nữa đối với các bạn là ở các vùng là thành thị. Còn đối với các bạn ở vùng nông thôn thì phí ship nó là 33.000 nha mọi người nha. Ship theo bưu điện nha, ship COD tận nhà, giao hàng và trả tiền. Đấy, mọi người sẽ có được những cái bịch hạt giống như thế này. Thì một bịch nó sẽ là 30.000. Các bạn mua 2 bịch thì là sẽ là 60.000. Phí ship thì vẫn là 30.000. Các bạn mua 5 bịch thì nó sẽ là 150.000 tiền hạt. Đấy. Và còn phí ship thì nó vẫn là 30.000 nha các bạn, chú ý nhé, các bạn lưu ý điều đấy. Nhưng mà các bạn mua một bịch về các bạn phí ship nó là thấp hơn đâu nha mọi người. Phí ship nó vẫn là 30.000 dù các bạn có mua một bịch hay là mua 2 bịch. Đấy. Hoặc là mua 3 bịch. Đấy. Đây. Và có những cái bịch như thế này. Những cái bịch như này hình thành là sẽ có những cái bịch thế này. Còn tại những cái thời điểm kỹ hơn thì anh Hoàng còn bỏ vô gấp vô những cái tờ giấy như thế này và anh Hoàng có ghi tên của nó ở trên những cái bịch như thế này. Đấy, cứ ghi tên của nó trên những cái bịch giấy như thế này. Đấy, ví dụ như là đây là dâu New này, đây là hạt dâu New này. Đấy, anh Hoàng sẽ ghi như thế này để vào trong những cái bịch như thế này. Đấy và xuất ra bán cho các bạn. Đây ví dụ dâu Hàn này. Đấy, như đây chẳng hạn là dâu Hàn. Đấy thì sẽ để trong cái túi như thế này. Khi các bạn nào mua thì anh Hoàng sẽ đóng vào những cái bịch như thế này. Đồng thời là sẽ ghi cái tên như New. Đấy, New anh Hoàng sẽ ghi trực tiếp ở trên này luôn. Mọi người có thể về có thể dễ phân biệt và dễ gieo hơn. Loại nào nó sống tỷ lệ như nào thì mọi người sẽ dễ phân biệt hơn. Đấy, hiện tại anh Hoàng đang làm theo cái hình thức như thế này nhé. Những hạt dâu thì anh Hoàng rất là nhiều. Đây. Anh Hoàng cứ bỏ vô trong những cái bịch như thế này, cứ mua cái bịch trên này là 100 hạt. Đây, Hàn này. Đấy, Noka này, Nhật Noka Perry này đấy, rất là nhiều các loại hạt như thế này ở đây mọi người nha. 30k 100 hạt, thoải mái lựa chọn, loại nào cũng có hết. New, Nhật, Noka Perry và dâu Hàn là ba cái loại dâu chính mà anh Hoàng đang trồng và cũng đang tách hạt cho mọi người có thể đặt liên hệ để mua cái hạt giống. Chị em nhanh tay mua hàng nha. Hiện nay là ship COD tận nhà. Đấy, hạt rất là nhiều đây. Hạt đây. Này, nhìn hạt rất là sướng nha mọi người. Sướng mắt lắm. Mọi anh chị em. Anh em các cháu nào có niềm đam mê yêu thích, giống như là ở xa ấy, mà mình không mua được cây giống thì mình cố gắng mình mua cái hạt về mình gieo. Mình gieo khoảng 100 hạt thì nó lên được khoảng cứ 20 cây thôi là mình đã có lời rồi. Lên được khoảng 20 cây thôi, không cần nói nhiều, không cần phải lên nhiều. Cứ lên khoảng 20 cây, sống được 20 cây thôi.
20 cây là các bạn đã có khoảng 200 nghìn rồi. Đấy, nếu mà tính về cây giống thì nó nằm giá tầm 200 nghìn rồi. Đấy, hết sức là gọi là vừa và đẹp luôn. Đây, hạt đây mọi người. Đấy, những cái quả tách ra rồi phơi ra như này, phơi phóng ra như này, bắt đầu tách ra những cái hạt như thế này. Sau đó bỏ vô từng cái bịch, ép nó lại như này để đóng gói gửi cho các bạn. Đấy, đóng gói gửi cho các bạn từng cái bịch như thế này, hoặc là những cái bịch như thế này được gói trong những cái tờ giấy để tránh cho hạt nó bị cái túi này nó bị thủng ấy. Nhiều khi cái túi này nó bị trong quá trình vận chuyển nó bị thủng, nó thủng ra nó rơi hạt đấy mọi người, nó rơi hạt ra về các bạn nó thiếu hạt các bạn thì cũng không được. Cho nên là một vài lần anh Hoàng bị rồi, cho nên là mới nghĩ ra là mới gói nó vào trong cái giấy như thế này để nó sẽ đảm bảo là cái giấy trong này là có hạt là 100 hạt, hơn 100 hạt nha mọi người nha. Mình cứ chung quy lại là khoảng 100 hạt. Rồi, chị em nào có bà con các bác nào có điều kiện, không có điều kiện mua cây giống thì muốn gieo hạt ấy, thì hãy liên hệ ngay với anh Hoàng nha. Giá bán là 30.000 100 hạt, phí ship COD ship tận nhà là nó sẽ là 30.000 đối với vùng thành thị và 33.000 đối với vùng nông thôn. Mọi người có thể liên hệ để đặt hạt thì là liên hệ với lại số điện thoại hoặc là số Zalo 0977237096. Mọi người khi đặt hạt thì mọi người chỉ cần điền những cái thông tin họ và tên, số điện thoại và cái địa chỉ người nhận. Đấy, ví dụ như là bạn là Nguyễn Văn A, đường 567, đường gì đấy, phường mấy, tổ mấy, quận mấy, thành phố nào, tỉnh nào. Đấy, và các bạn nào ở nông thôn á, thì là các bạn tên là gì, họ và tên, số điện thoại, ở thôn nào, xã nào, huyện nào, tỉnh nào. Ok, là các bạn cứ điền đầy đủ những cái thông tin như vậy và gửi cho anh Hoàng. Lấy bao nhiêu, lấy số lượng bao nhiêu, lấy số lượng là mấy bịch, mấy trăm hạt, thì đó là mọi người cứ điền thông tin là mọi người gửi cho anh Hoàng nha. Thì anh Hoàng sẽ lên cái đơn và sẽ ship cho các bạn. Thời gian ship thì khoảng 2 đến 3 ngày là sẽ đến tay các bạn nhé. Cho nên các bạn cứ về các bạn ươm là các bạn theo dõi, trong cái quá trình ươm theo dõi là nó sẽ lên thì mình sẽ tiếp tục mình chăm sóc. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người nha.